Xin chào 500 anh em đã tới với chuyên mục 3 phút mỗi tuần cùng với An Phát Computer số đầu tiên. Và chúng ta sẽ tới chuyên mục hỏi đáp. Thì đầu tiên sẽ là câu hỏi của bạn offline, thử thách 5 triệu cân PUBG PC, linh kiện cũ cũng được, có bán không? Và câu trả lời của mình là không, do bên mình chỉ bán hàng mới thôi, không bán hàng cũ. Tiếp theo, mình sẽ chuyển qua câu hỏi của bạn tên hơi tiếng Anh một chút. Mình sẽ dịch ra tiếng Việt là Thiên Đường Anime. Đồng chí Nam cho hỏi, có nên mua Ryzen 5 3600 hay không? Hay đợi Intel 10 nanomet? Theo ý kiến cá nhân của mình thì bạn nên mua Ryzen 5 3600 vào thời điểm hiện tại. Bởi vì thứ nhất, Ryzen 5 3600 là một chip đã được mới ra. Và để chính xác ra mà nói thì CPU Intel 10 nanomet chưa có thông tin chính thức về ngày ra mắt. Và để anh em có thể mua ấy thì cũng phải đợi đến quý 1 hoặc quý 2 năm sau. Mà đợi quý 1, quý 2 năm sau cũng phải vài tháng nữa. Nên mình nghĩ mua Ryzen 5 3600 ở thời điểm hiện tại là một điều khá là hợp lý. Bạn BDT Pussy TV có hỏi, AD build một bộ PC 8 củ cân được LOL, FIFA, PUBG với 8 triệu ấy thì sẽ chỉ là combo Ryzen 3 2200G cộng với GT 1030 hoặc là i3-91F và GT 1030. Tuy nhiên combo đấy mình thấy nó không được hợp lý một chút về vấn đề hiệu năng trên giá thành. Bởi vì 1030 ấy, mức giá của nó 2 triệu khá là cao mà hiệu năng nó chỉ bằng 750 thôi. Thì mình nghĩ bạn nên thêm 1 triệu nữa để lấy combo bên mình, một bộ PC AP bên mình, đó là i3-91F và RX570, chỉ mức giá hơn 8 triệu một chút. Cụ thể là 8.999.000 đồng, thì cũng gần đúng với bộ 8 củ mà. Mình sẽ chuyển tới câu hỏi của bạn Nguyễn Hiệp. Ai ơi, review lại bộ Apex Legends đi, em thấy câu hình mới là RX590, không biết có hơn 1060 không? Thì thực tế để mà nói, RX590 chắc chắn sẽ hơn 1060, bởi vì hiệu năng của RX590 sẽ nhỉnh hơn hoặc là bằng 1660 ở trong một số các trường hợp cụ thể. Câu hỏi cuối cùng đến từ bạn AOG Thế Công. Thì câu hỏi của bạn hơi khó nhìn một chút, tuy nhiên thì mình sẽ dịch ra cho các bạn. Đó chính là, anh ơi cho em hỏi bộ PC B365M, Core i3-9100F, RX570 4GB, RAM 8GB, vậy thì có stream game được không? Và câu hỏi này bao tiền? Thì đầu tiên mình sẽ nói luôn, đó là giá tiền của bộ này chỉ chuyên 9 triệu thôi. Cụ thể là 8.999.000 đồng, các bạn vẫn dư được 1.000. Và có stream game được không? Thì đương nhiên rồi, vẫn stream game được. Tuy nhiên thì việc stream game thì stream game được đó là thôi. Còn các tựa game nặng một chút như kiểu PUBG ấy thì cũng khó lắm. Mình khuyên nếu bạn muốn stream game, ví dụ chỉ là hoặc là Dota, đấy, các game nhẹ nhàng online thôi, thì nên nâng lên Core i5-9400F và thêm một thanh RAM 8GB nữa thì việc stream sẽ hiệu quả hơn. Và số đầu tiên coi như đến đây là kết thúc rồi. Anh em có câu hỏi nào thì đừng quên để lại ở dưới mục bình luận video. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video sau.